Buồng này nhé, buồng này với buồng này nhé. Cháu chặt xong rồi cháu ra. Ông cứ đi làm việc gì, ông cứ đi làm đi. Vâng. Thank you.
ông nhỉ? Ừ. Nắng tóc đã hết rồi. Nắng hôm nay là phơi một ngày là xong rồi đấy, là khô hết rồi. Phải đào đều nhiều lần cơ nó mới khô được này. Khô được, đào đều được. Bên dưới sân nó vẫn còn ướt. Ông ơi, con gửi tiền ông ấy. Cũng về luôn đây. Vâng. Chuẩn bị nhà.
Thank you.
mà có mấy chục người cũng sẵn có hành lý mà nhưng mà anh ấy đến người dân nào cũng có là chúng tôi sẵn sàng cả người này39.000 đồng, xin trân trọng kính mời. Bản chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là tôi có thể lựa chọn trong đồng một sản phẩm bất kỳ ở trong hàng của chúng tôi. Nói xấu tôi, nói xấu tôi, bao giờ cứ gì thì gì, cái gì cũng có. Chỉ với 39.000 đồng, xin trân trọng kính mời. Con này bao nhiêu ấy chị? 22.000 em ơi. 22.000 ạ? Vâng, thế lấy cho em 30 con đi ạ. Đấy em chọn đi. Đấy chị đóng luôn cho em. Chị đóng cho em đi. Vâng. Đấy, cô chọn một cái rổ đen đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu mà hết rồi từ lại trước vào xem lợn ở nhà nó gột lợn nguy hiểm. Rồi chị ơi, chị ra đếm cho em mất. Mai, về đây nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.